Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một kiểu dây như thế này. Mình sử dụng sợi cốt tông và kim 4 mini. Nếu như mà các bạn móc cho dây cho bé nhỏ hơn thì các bạn sử dụng kim 3 mini hoặc 3.5. Bắt đầu bằng 13 mũi xích. Một, hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mũi. Ở đây là mình móc cho bé từ 9 đến 12 tháng. Móc vào chân thứ hai tính từ kim. 2 mũi đơn. Một, hai. Ở năm chân kế tiếp các bạn móc mỗi chân một mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm. Một mũi nửa kép. Bốn mũi kép ở bốn chân kế tiếp. Một, hai, ba, bốn. Chân cuối cùng này, các bạn sẽ móc cho mình 7 mũi kép. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, 7 mũi. Tiếp tục sang về đối xứng. 4 kép ở 4 chân tiếp. 1, 2, 3, 4 kép. Một nửa kép. Năm chân cuối các bạn móc mỗi chân một mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm. Sau đó nối vào chân của mũi đầu tiên. Kết thúc các bạn sẽ được 31 mũi. Vòng 2 các bạn bắt đầu bằng một xích. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân 2 mũi đơn ở 4 chân. Một này, hai mũi đơn ở chân thứ nhất này, chân thứ hai cũng hai mũi đơn này, chân thứ ba này, chân thứ tư, mỗi chân một mũi đơn ở 11 chân tiếp. Một, hai, ba,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hai đơn ở cùng vào một chân ở 5 chân. Chân thứ nhất này. Chân thứ hai cũng hai đơn này. Chân thứ ba cũng móc hai mũi đơn này. Chân thứ tư này. Và chân thứ năm. Mười một mũi đơn. Ở 11 chân mũi còn lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Thở nối vào chân của mũi đầu tiên ở hàng vừa hàng trước. Hết vòng 2, các bạn sẽ được 40 mũi. Vòng 3, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi xích, đây được tính như một mũi nửa kép đầu tiên ở vòng 3. Móc tiếp một mũi nửa kép sang chân bên. Sau đó các bạn móc hai mũi nửa kép vào một chân này. Tiếp tục một mũi nửa kép. Sau đó các bạn lại móc hai mũi nửa kép. Tiếp tục một mũi nửa kép. Làm lại cho mình 3 lần nhé. Ở đây mình đã được 2. Thêm một lần nữa. Các bạn móc hai mũi nửa kép. Sau đó một mũi nửa kép. Mười hai chân tiếp các bạn móc bằng mũi nửa kép. Sau đó các bạn lại bắt đầu bằng một mũi nửa kép nữa. Sau đó các bạn lại móc hai mũi nửa kép vào một chân, lặp lại cho mình 5 lần. Sau đó một mũi nửa kép.
hai mũi ngựa kép vào cùng một chân. Một mũi ngựa kép. Sau đó hai mũi ngựa kép vào cùng một chân. Tiếp tục một mũi ngựa kép. Hai mũi ngựa kép vào cùng một chân. Các bạn đếm thêm được đủ 5 lượt chưa nhá? 1, 2, 3, 4 rồi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Một mũi ngựa kép. Hai mũi ngựa kép vào cùng một chân. Như vậy đã đủ 5 lượt. Sau đó các bạn mà móc cho mình hai mũi nửa kép này, sau đó đến một mũi nửa kép vào một chân này, sau đó các bạn lại móc tiếp cho mình những chân còn lại bằng mũi nửa kép. Tổng cộng là mình sẽ được 48 mũi nhá. Kết thúc các bạn sẽ nối vào chân của mũi đầu tiên này. Tổng cộng mình sẽ được 48 mũi. Như vậy mình sẽ bắt đầu ranh giới giữa phần đế và phần thân dày. Ở đây mình dừng lại phần đế ở như thế này, ở ba hàng. Sang hàng thứ tư các bạn sẽ bắt đầu cho mình bằng một mũi ngựa, một mũi xích. Sau đó ở phần này thì các bạn sẽ móc vào cái vế mặt sau này chân mũi. Các bạn móc cho mình bằng mũi ngựa kép. Một mũi ngựa kép đầu tiên này. Đây là cái phần len nó bị nỗi. Một mũi nửa kép đầu tiên nhá. Sau đó các bạn móc 10 mũi kép. 1 2 3 4. Các bạn lưu ý là mình móc vào vế sau của chân mũi nhá. 5 6 7 8 9 10 mũi kép. Sau đó các bạn lại móc cho mình một mũi nửa kép. Ở 36 chân mũi còn lại thì các bạn sẽ móc cho mình bằng mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ba mốt, ba hai, ba ba, ba tư, ba năm, ba sáu. Sau đó các bạn nối vào chân nửa kép đầu tiên ở hàng thứ tư. Mình đã xong phần ranh giới. Đến vòng thứ năm các bạn cũng móc giống như vòng thứ tư, nhưng mà mình ở đây là các bạn sẽ móc vào chân mũi chứ không móc vào một vế của chân nữa. Các bạn cũng nên cho mình một mũi, sau đó một mũi nửa kép vào cùng chân đấy. Tiếp tục các bạn lại móc cho mình 10 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 mũi kép, sau đó các bạn móc cho mình 36 mũi đơn ở 36 chân mũi còn lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Sau đó các bạn nối vào chân của mũi nửa kép ở hàng trước. Tiếp tục sang vòng thứ 6, các bạn sẽ móc cho mình một mũi xích. Sau đó các bạn móc cho mình 12 mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mũi nửa kép. Còn lại các bạn sẽ móc cho mình 36 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7
8, các bạn móc đến cuối hàng cho mình 36 mũi đơn và mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 7.